mến, chúng ta đã quay trở lại với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Ai tự tin với những biển báo giao thông? Em rất là tự tin về cái hình ảnh của biển báo là em rất là nhớ luôn. Dạ. Nhưng mà về ý nghĩa thì em không nhớ đâu. À, không phải là không nhớ mà là không biết. Không biết luôn. Anh sẽ gợi ý cho em phán đoán. Ok. Dạ. Ok. Vậy em có muốn thi trước luôn không? Ờ, dạ có. Dạ có. Ủa, đồng đội gì kia cũng vậy. Dạ đúng rồi, anh trước. Rồi, ok, thôi bạn mình cũng dạ rồi, dạ rồi. Tin tưởng giao nhiệm vụ ha. KO sẽ thi đấu đối kháng với ai nè? Bên này là ai ạ? Dạ em sẽ đại diện để thi đấu với KO ạ. Ok. Bây giờ xin mời hai cô gái Yến và Huyền, chúng ta sẽ về vị trí bên này chờ đợi. Thường thường thì Unify lên sân khấu là chỉ có hát, nhảy. Thì để hôm nay coi coi các bạn sẽ vượt qua thử thách này như thế nào nhé. Đầu tiên mời tụi em thử chuông. Có chuông. Có chuông. Sẵn sàng nha. Và bây giờ lượt thứ nhất bắt đầu. Mời KO. Em nhớ là hình như là đây là cái biển báo mà nó có một cái bậc thang mà có cái xe hơi đậu ở đó. Mà chữ P á, là cho phép đậu xe. Chữ P là cho phép đậu xe cho nên là đây là biển mà cho xe ô tô đậu nửa thân xe ở trên lề đường. Theo như cái phân tích này thì tôi nghĩ là cũng gần gần đúng, đúng không? Tại vì chữ B là đậu xe đúng nghĩa là park. Còn ở xe này nó đang hình ảnh là nửa trên nửa dưới, là có thể cái ghi là cái lề, đúng không? Là 50% cái xe trên lề và 50% cái xe dưới đường. Sao Huyền, em có đồng thuận không? Dạ em đồng thuận với anh. Em tôi luôn 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 tin tưởng. Nhưng em có tin cái đáp án này đúng không? Dạ em tin. Tin bao nhiêu phần trăm? À, thật ra là em tin tin 100%. Có hơi quéo nhẹ và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đây là biển báo cho phép xe ô tô đổ nửa chiếc xe ở trên vỉa hè, phân nửa xe thôi đó. Để anh nghĩ là thường thường ở những cái khu vực mà không có quá nhiều không gian cho cái làn đường thì người ta sẽ cho phép đổ 1/2 chiếc xe lên trên lề đường để có thể là giới hạn được cái khoảng cách rộng hơn cho xe lưu thông ở trên đường một cách dễ hơn ha. Một điểm đầu tiên dành cho KO. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời cô đi. Theo như em biết là giới hạn trọng lượng của chiếc xe 10 tấn. 10 tấn à? Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Biển báo hạn chế trọng lượng xe. Và một điểm dành cho Cody. Thế thì bây giờ anh nghĩ là làm khó bọn em một tí đi. Nhìn vô bức hình, hai bức hình nãy là biết được liền. Thôi bây giờ ngoằn ngoèo một tí xíu nha. Xin mời biển báo. Mời Cody. Nó là đường vòng cắt ngang cầu vượt á. Đường vòng cắt ngang cầu vượt. Dạ. Coi như là một cái tuyến đường đi ha. Dạ, dạ, tuyến đường. Tuyến đường cắt ngang cầu vượt. Và đây là một đáp án không. Không thể sai được em ạ. Chúc mừng. Em tự sai rồi chứ. Hoặc còn gọi tên chính xác hơn đó chính là biển báo tuyến đường cầu vượt cắt qua. Đây là biển báo mà nó sẽ báo hiệu ở phía trước có một cái cầu vượt bắc qua. Và ở dưới cái đường hầm, dạ, đúng không, dưới gầm cầu, dạ, sẽ có thêm một cái tuyến đường nữa để cho xe lưu thông một cách trơn tru hơn và đỡ ùn tắc giao thông. Nếu như mà không có cầu vượt chắc chắn là chúng ta sẽ phải bị ùn tắc rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Và chúc mừng một điểm dành cho Cody. Xin mời biển báo. Cody bấm chuông nhưng đang còn phân tích. Em nghĩ là này, ở lần trước mình sẽ có một cái đường cáp điện ở trên cao. Dạ, yeah, báo hiệu nguy hiểm. Báo hiệu nguy hiểm, yeah. Và đây là một đáp án đúng. Chúc mừng. Hoàn toàn chính xác. Biển báo đường cáp điện ở phía trên. Giống như là mình đi mưa đi mà có sấm chớp, yeah, thì mình cũng sẽ báo hiệu là ở cái khu vực đó có nhiều cây, không được núp vô cây khi trời mưa to, bởi vì rất là dễ có cái sự thu hút nguồn điện từ phía trên. Dạ, à, anh thần sấm sét á, ảnh cũng rảnh những cái lúc đó. Hoặc là thần thoa, ảnh dán một cái là mình mệt.
và đây dành cho những chiếc xe đang lưu thông trên đường ở khu vực nguy hiểm như thế này. Một điểm nữa dành cho cô đi đó. KO, em cần phải lo lắng, em chỉ cần bấm thôi, phân tích, giải thích là chuyện của anh đó. Anh sẽ giúp em. Thì em biết rồi. Ok, và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Ủa thiệt vậy luôn à? Ok em, đây là biển báo dốc lên nguy hiểm. Chính xác, chúc mừng. Ý cái gì mà ý, hợp lý rồi gì nữa. Đây, tất cả mọi thứ đã miêu tả trong bức hình này rồi. Nó có một cái dốc lên 6%, đúng không? Dốc 6% là có và những dốc cao hơn phần trăm hơn nữa anh. Chính xác, nó có thể là cao hơn nữa. Tại vì thường á, cái dốc nó hay lài lên từ 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 từ, nhưng có những cái dốc nó sẽ thẳng đứng hơn. Một điểm dành cho KO. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời cô đi. Theo như em đoán thì cái này là bản công trình đang sửa hả? Đang thi công, công trình đang thi công nguy hiểm. Dạ, đây là một đáp án. Chính xác. Công trình đang thi công hoặc là công trường, đúng không ạ? Đang xây dựng. Hai đứa, nãy giờ hai tụi em thấy hai anh chơi như thế nào? Dạ, em hơi buồn và hơi lo lắng về anh Kiều. Kiểu như là nãy giờ ở trong hậu trường á, ảnh rồi em tin anh đi, anh nhớ mấy cái này lắm, anh hay lắm. Rồi ra đây cái là cũng như là mọi gánh nặng đang đổ dồn lên đôi ba bé nhỏ của em. Em ơi, cũng không nhỏ lắm đâu nha. Cũng hơi nhỏ một xíu. Nhỏ một xíu đúng không? Dạ, nhỏ hơn anh KO đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bé Yến. Còn em thấy rất tin tưởng của anh. Anh đang tâm tim rất là tốt. Rồi, thế nên là lần sau lượt hai thì em cứ nhường điểm hết cho bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với biển báo tiếp theo, xin mời. Em đó, KO. Em nghĩ đây là cấm xe có trọng lượng từ 2,5 tấn trở lên, xe tải. Và đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Cấm xe tải từ 2,5 tấn trở lên. Và một điểm nữa thuộc về KO. Để xem biển báo cho điểm nha. Chỉ cần bấm lẹ nha. Nhanh tay lẹ chân nha các anh chị em ơi. 3, 2, 1, lên. Mời KO. Cấm đi ngược chiều. Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo cấm đi ngược chiều rất là quen thuộc ở nhiều tuyến đường trong thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành lân cận khác. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Hình gửi cái gì là đáp án như vậy. Mời cô đi. Dạ, em đoán là đây là biển cấm ô tô kéo móc à. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm ô tô kéo móc. Bởi vì sao? Mời cô đi. Chắc là nó sẽ gây cản trở giao thông, tại vì nó nặng nề, làm kẹt xe, không an toàn. Thì ở mới là biển cấm. Dạ, chính xác. Vì không an toàn cho nên mới cấm. Dạ. Và nếu như mà có những loại xe kéo móc thì hợp lý. Dạ. Người ta sẽ cho phép ở những cái tuyến đường đó. Nhưng mà đối với cái biển báo này thì có thể đi là cái trọng lượng ở cái phần sau của cái xe mà cần phải kéo móc đi á, nó không đủ an toàn. Cho nên là ở những cái đoạn đường này phải để những biển báo này. Bây giờ sẽ là biển báo cuối cùng rồi. Ai nhanh tay được điểm? Mời KO. Đây là biển cấm xe tải và xe ô tô đi song song. Chia buồn cùng em. Chưa chính xác. Mời cô đi. Em nghĩ đây là cấm xe tải vượt mặt xe ô tô à? Chính xác, chúc mừng. Bởi vì cái này nếu như chạy song song á thì nó có quyền chạy song song mà, nhưng mà phải vượt mặt thì nó mới cấm. Nhưng mà vượt mặt ở chiếc xe nào đang màu đỏ thì chiếc xe đó cấm vượt. Xe màu đen thì là bình thường, cứ đi thôi là xe ô tô. Xe tải không được quyền vượt mặt xe ô tô khi gặp phải biển báo này. Rồi, một điểm nữa dành cho cô đi, chúc mừng. Vậy là chúng ta đã trải qua 10 biển báo dành cho hai chàng trai ở đây rồi. Để xem số điểm hiện nay như sau nhé. Bình xăng là đội của cô đi, các bạn được 6 điểm, chúc mừng. Chìa khóa là đội của KO, các bạn được 4 điểm. Không gì buồn hết, thua nhau có 2 điểm thôi, không có vấn đề gì cả. Nào, gỡ điểm cho bọn em. Dạ, em sẽ cố gắng bằng đôi ba bé nhỏ này của em. Em, dạ, em sẽ cố gắng. Em đi mạnh mẽ hơn được không? Dạ. Cố lên, yeah. Nào, anh tin tưởng em. Dạ. Cố lên đi. Em cũng không tin em mấy. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là lượt chơi của hai cô gái. Các bạn sẵn sàng chứ nào? Dạ, sẵn sàng. Nhấn chuông, thử chuông nè. Có chuông nè. Khi bên đây bấm được, bên này sẽ không nha. Ok. Rồi, lượt đấu thứ hai bắt đầu. Mời Yến. Theo em là cấm ô tô rẽ phải.
cấm ô tô rẽ phải là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Yeah. Yeah. Quá rõ ràng rồi. Biển báo tiếp theo xin mời. Dễ luôn. Dạ thưa anh, cái này là một biển báo cấm mà có người đi bộ thì em nghĩ là cấm người đi bộ. Chính xác, chúc mừng em. Cảm ơn em. Trời ơi, biển báo cấm người đi bộ thôi. Dạ. Yeah. Thế thì đối với em, ở những khu vực nào người ta sẽ để những biển báo như thế này? À, em nghĩ là ở những cái khu vực mà đường mà dành cho xe tải lớn anh. Dạ. Hoặc là những xe ô tô, đúng không? Dạ. Những cái tuyến đường như vậy rất là nguy hiểm. Khi mà có người đi bộ băng ngang qua thì nó sẽ gây khó khăn cho những cái xe ô tô đó. Tiếp tục nào. Quá đơn giản, mời Yến. Em thấy là xe buýt với xe tải, mà đây là biển báo cấm thì là cấm xe buýt với xe tải lưu thông. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Có vẻ như là những biển báo của hai cô gái ngày hôm nay quá là đơn giản đúng không ạ? Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời Yến. Đây là biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Rồi, một điểm nữa dành cho bạn Yến. Và để xem biển báo tiếp theo có làm khó hai bạn hay không nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng hơi khó đấy nhá. Yo. Nếu như đây không phải là một chiếc túi xách, cũng không phải là một phong thư, thì đây là gì? Hãy hình dung nếu như vòng lên là cái cầu thì vòng xuống là cái gì? Bấm chuông đi, mời em. Dạ, theo như em gợi ý và những lời anh Minh vừa gợi ý cho em thì cái đường vòng dưới là đường hầm. Đường hầm mà. Dạ. Gần đúng thôi chứ chưa chính xác. Gần với đường hầm thì mình có đường gì nữa ta? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mời Yến. Không phải là đường hầm thì là đường gì? Gầm cầu ạ. Gầm cầu ạ. Gầm cầu ạ. Nó không có cái cầu em ạ. À. Nó chỉ có khoảng dưới đó. Đường tàu ngầm ạ. Chưa chính xác luôn. Đó chính là đường ngầm mà thôi. Dạ, yeah, xin mời. Đây là biển báo đường ngầm. Nó hơi khó với mình đúng không? Tại vì mình không thể thấy cái này ở đâu cả. Và hôm nay á, từ chương trình này anh cũng mới biết. Cho nên là đúng thật, biển báo giao thông quá là phong phú. Chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa ha. Tiếp tục nào, biển báo tiếp theo. Mời Yến. Nhìn như cái diều. Cái diều đang bay, cẩn thận bị gió thổi bay. Cẩn thận bị gió thổi bay à? Cẩn thận gió lớn thổi ngang qua. Chính xác, chúc mừng. Cẩn thận gió thổi ngang. Và đây chính là biển báo gió ngang. Với cái biển báo này thì nó sẽ báo hiệu cho rất là nhiều những bác tài. Có thể là ở phía trước chắc chắn sẽ có những luồng gió mạnh thổi ngang. Cho nên phải điều chỉnh cái tốc độ làm sao cho hợp lý nhất, để đỡ phải chao đảo trên đoạn đường đó mình đi. Nó gây ảnh hưởng và gây mất an toàn cho những chiếc xe xung quanh nữa. Và chúc mừng Yến, phân tích gần đúng nhưng mà hiểu nghĩa hợp lý đúng không ạ? Chấp nhận cho bạn một điểm nữa. Biển báo tiếp theo nè, rất đơn giản. Mời Huyền. Dạ thưa anh, đây là biển báo có khách sạn gần gần trên cái tuyến đường đó. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Khi chúng ta đang di chuyển lưu thông ở trên các phương tiện giao thông ở trên đường thì khi nào mình cần khách sạn? Em nghĩ là nếu mà khi mình đang lưu thông trên đường đó. Và mình cần, nghĩ là khi đó mình đã mệt mỏi. Chính mình cần nghỉ ngơi. Bé này thông minh quá, vỗ tay cho em đó. Đúng rồi, đối với những bác tài mà đi đường xa đó thì đôi khi nó không có cái trạm dừng, trạm nghỉ thì mình rất là nguy hiểm. Đối với những ai mà cảm thấy quá mệt mỏi, bản thân ngay thời điểm đó quá mệt mỏi thì nó sẽ báo hiệu phía trước có khách sạn để mình có thể dừng chân nghỉ ngơi một tí xíu nha. Rồi, hoàn toàn chính xác, chúc mừng em có thêm một điểm nữa. Và bây giờ sẽ là biển báo nhìn vô là biết ngay lập tức, ai bấm chuông trước sẽ có điểm, xin mời. Mời Huyền. Dạ thưa anh, đây là biển báo gần tới bệnh viện. Chính xác, chúc mừng. Đối với những cái biển báo màu xanh dương này thì nó sẽ báo hiệu chỉ dẫn cho chúng ta biết là phía trước sắp có cái gì. Đây là biển báo bệnh viện. Một điểm dành cho Huyền. Chúng ta còn lại hai biển báo nha, các em cố lên. Yến, mạnh mẽ lên em, xin mời. Mắt anh thì nhìn về Yến bấm nhưng mà Huyền lại bấm trước. Mời Huyền. Dạ thưa anh, theo như em nghĩ đây là biển báo là nó cấm
mình không được đi thì có nghĩa là nó đang bị một cái gì đó cấm mình không được quẹo qua đó luôn. Đây là một đáp án chưa chính xác. Không biết là đội của Yến có biết không ạ? Thưa anh, là biển báo có hẻm cụt bên phải. Chính xác, chúc mừng. Biển báo đường cụt bên phải. Để phân tích rõ rõ hơn cho em dễ hiểu, đó chính là một cái con hẻm hoặc là một cái đường, nhưng mà cái đường đó nó cụt, đúng không? Nó chỉ là chạy hết cái con đường đó thì thôi, dừng lại luôn và không có quẹo ở đâu nữa cả, đúng không? Rồi, chúng ta đến với biển báo cuối cùng, xin mời. Mời Huyền. Dạ thưa anh, đây là biển báo chú ý có trạm xăng ở phía trước, dạ. Đúng không à? Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo trạm xăng. Rồi, vỗ tay đi, xong rồi mọi người á. Thật sự ra ngày hôm nay á, Minh Sù thấy là đúng tinh thần của những người trẻ luôn. Chúng ta không biết thì chúng ta cứ phân tích và cứ thể hiện. Bởi vì là khi mà mình không biết mà mình lại không thể hiện nữa thì người ta cũng không biết cách chỉ làm sao cho tụi em. Mà ngày hôm nay với cái sự hướng dẫn này thì tụi em cũng đã học được nhiều thứ ha. Rồi, trải qua lượt thứ hai chúng ta đã có được những điểm số như sau. Yến, em có được 5 điểm trong vòng này, chúc mừng. Huyền, em được 4 điểm, chúc mừng. Về ăn mừng với đội mình đi chứ còn nấu gì nữa. Ngày hôm nay trải qua vòng thi đấu đầu tiên, điểm số của hai đội chơi như sau. Đội Bình Xăng, các bạn có 11 điểm, chúc mừng. Đội Chìa Khóa, các bạn đang có 8 điểm.